Xin chào anh chị em nha. Hôm nay giới thiệu với anh chị em một cái cặp giá bình dân anh em ha, dễ chơi nha. Một cặp giá 200 ngàn thôi. Chiếc này là size 28 nha anh em. Chiếc này thì size 34, luôn đúng là 36 anh em ha. Chiếc nam chiếc nữ đều mặt đen ha. Chiếc này dây còn mới đẹp anh em ha. Cái đấy thì nó anh em thấy thì phần xung quanh này nó hơi xấu xấu xíu thôi, nhưng mà nói chung khi lên tay cũng không thấy được ha. Dây dây free size nha. Chiếc này dành cho nữ anh em ha. Còn chiếc này thì dành cho nam. Chiếc này độ mới ở mức khá là cao. Chiếc này thì gần đủ tiền rồi anh em ha. Trong nước 13 nha nè. Nên thấy không? Trong nước 13 nha. Đẹp nha. Giống như một tặng một vậy anh em ha. Chiếc script của Yeezy nha. Quá đẹp luôn. Đây. Cặp số 2 cũng là 200 ngàn luôn em ha. Một chiếc D-Line này ha, D-Lisi này ha, của Maruman nha. Nói chung thì còn đẹp, chỉ có cái đáy thì nó không có được, gọi là không được xuất sắc lắm thôi, nhưng mà lên tay vẫn còn ok nha nè. Chiếc này dành cho nữ anh em ha. Chiếc này là size là 29 á, còn 29 á ha. Dây này kia còn mới nha. Giá bao tốt luôn em ha. Đó, dành cho mấy chị nữ. Còn nam thì chiếc script màu xanh, mặt màu xanh rất đẹp luôn, trải tia cực đẹp luôn ha. Nói chung là thì kính này kia thì có xước nhưng mà cũng ít rồi nè. Những chiếc giá tầm này thì có xước nhưng mà ít thôi. Dây quá đẹp luôn. Núm nó hơi xấu xíu nha. Dây xích này em ha. Dây xích này thì thường ít nhất từ Miyota trắng rồi nè. Lên tay thì bao đẹp luôn. 200 ngàn anh em mình có một cặp ha. Chiếc mình mang, chiếc mình có thể cho người thân được ha. 34 nha, luôn đúng 36. Hai cái kích thước giống nhau. Ok, mỗi cặp 200 ngàn nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều á. Xin chào anh chị em nha.